Ngày 28 tháng 6, tiếp tục chương trình làm việc, Hội đồng Nhân dân tỉnh thực hiện nội dung quan trọng trong kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, kỳ họp thứ 19, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, là chất vấn và trả lời chất vấn đối với các vấn đề cử tri quan tâm. Sự phiên chất vấn có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, điều hành phiên chất vấn. Tại phiên chất vấn đã có 12 câu hỏi chất vấn của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh gửi đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành viên khác của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các đại biểu đã chất vấn, tái chất vấn tập trung vào các vấn đề mà người dân quan tâm như tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư công, việc thực hiện các cam kết khi thực hiện lời hứa tại các kỳ chất vấn và các nội dung giám sát của các cơ quan dân cử, lĩnh vực ngân sách nhà nước, thuế, phí, công tác đền bù giải phóng mặt bằng, dự án hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong việc kiểm tra giám sát và xử lý sai phạm về việc bóc tách sử dụng tầng đất mặt khi dự án triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Đây là những vấn đề đang nổi cộm tại địa phương và được cử tri và nhân dân trong tỉnh đặc biệt quan tâm. Liên quan đến lĩnh vực thuế phí, đại biểu Phạm Thanh Bình, tổ đại biểu huyện Kim Bôi chất vấn Giám đốc Sở Tài chính về giải pháp của ngành trong việc quản lý thuế, phí, chống thất thu thuế phí. Đề nghị đồng chí Giám đốc Sở cho biết rõ về nguyên nhân về số thu thuế phí nội địa giảm sâu so với cùng kỳ năm 2023, nhưng số nợ thuế thì tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm 2024. Giải pháp của Ủy ban Nhân dân tỉnh, của ngành trong việc quản lý thuế, khai thác nguồn thu từ thuế, phí, hạn chế việc bỏ sót nguồn thu, chống thất thu thuế, phí. Đồng thời, ngành đã có những giải pháp gì để hạn chế nợ thuế trong thời gian tới, biện pháp để đẩy nhanh số thu thuế từ nợ khó thu, có khả năng thu. Trước hết là về cái số thu ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2024, thì báo cáo ông chí là sau khi rà soát lại số liệu thì thực tế là không giảm so với cùng kỳ mà tăng. Còn quá trình tổng hợp số liệu thì do cái số liệu tổng hợp từng cái thời điểm khác nhau thì dẫn đến là các cái báo cáo viện dẫn nó không được đảm bảo tính chính xác. Thì riêng nội dung này thì Sở Tài chính xin được tiếp thu. Về cái số nợ tăng so với cùng kỳ là chủ yếu tập trung vào cái nhóm nợ đối với tiền sử dụng đất của các cái dự án nhà ở thương mại để thực hiện cái nhiệm vụ thu ngân sách trong nhiệm kỳ 2020-2025. Thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành cái nghị quyết 02 ngày 31 tháng 5 năm 2021 về tạo nguồn thu và tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Và ngày 25 tháng 6 năm 2024 vừa rồi thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã ban hành cái kết luận 1026 về sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết 02 này. Thì trong đó có 8 cái nhóm nhiệm vụ giải pháp cụ thể và trong đó có cả một cái nhóm giải pháp trọng tâm, đó là tập trung xử lý nợ thuế. Thì tới đây thì ngành tài chính sẽ tổ chức các cái đoàn công tác để cùng với các địa phương, đặc biệt là Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ban chỉ đạo thu ngân sách các huyện sẽ phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa. Từ đó vừa chúng ta là vừa hỗ trợ người nộp thuế sản xuất kinh doanh và cũng vừa là phân loại được từng cái nhóm nợ. Để qua đó chúng ta sẽ giảm dần cái số nợ trong thời gian tới. Cũng liên quan đến lĩnh vực thu ngân sách nhà nước, thuế phí, 6 tháng đầu năm 2024, đại biểu Quách Đình Minh, tổ đại biểu huyện Lương Sơn hỏi về việc số nợ thuế cao và ngày càng tăng với tốc độ cao sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế. Vậy trách nhiệm của các cơ quan tổ chức có liên quan về quản lý thực hiện thu ngân sách và những chỉ đạo biện pháp khắc phục trong thời gian tới? Về nội dung này liên quan thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trả lời. Xác định nhiệm vụ quản lý nợ thuế là nhiệm vụ trọng tâm, Ủy ban Nhân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và Ủy ban Nhân các huyện, thành phố phối hợp với cơ quan thuế để triển khai thực hiện quyết liệt công tác xử lý nợ với cái mục tiêu giảm nợ thuế, tăng thu ngân sách nhà nước. Dài hạn sẽ tổ chức thực hiện lựa chọn nhà đầu tư có đủ tiềm lực tài chính để thực hiện các cái dự án trên địa bàn. Là đối với lĩnh vực khai thác khoáng sản, chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan thuế rà soát các doanh nghiệp có cái số tiền thuế nợ lớn, cố tình chây ì để tham mưu thực hiện thu hồi đất, tước quyền khai thác khoáng sản, ngừng cấp phép vật liệu nổ theo đúng quy định của pháp luật. Là chỉ đạo cơ quan công an phối hợp với cơ quan thuế điều tra, xác minh làm rõ và xử lý
nghiêm đối với các doanh nghiệp cố tình nợ thuế. Các sở ngành, các huyện, thành phố là phải tăng cường phối hợp với cơ quan thuế trong cái công tác đôn đốc nợ, xử lý nợ thuế, rồi kịp thời, rồi tham mưu giải quyết dứt điểm các cái khó khăn vướng mắc. Liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng dự án hồ chứa nước Cánh Tạng, đại biểu Nguyễn Văn Gia, tổ đại biểu huyện Lạc Sơn hỏi: việc đền bù giải phóng mặt bằng dự án hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình không thu hết phần diện tích, lấy một phần diện tích đất ở, đất vườn, đất ruộng, gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Đồng thời, cử tri đề nghị thu hồi hết diện tích đất ở của các hộ được phê duyệt phải di chuyển nhà lên khu tái định cư. Một số hộ bị ngập nước, một số bị ngập một phần và số hộ không bị ngập nhưng cô lập, gồm có 80 hộ. Nếu cứ để tình trạng như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt của 80 hộ dân. Vì vậy đề nghị Ủy ban dân tỉnh có cho biết trong thời gian tới Ủy ban dân tỉnh có phương án gì để giải quyết, để đảm bảo quyền lợi cho cử tri và nhân dân, giúp nhân dân ổn định đời sống. Nếu thu hồi cả phần diện tích còn lại, bao gồm cả một các cái hộ bị thu hồi một phần, phần còn lại gặp khó khăn đi lại sẽ vượt quá cái tổng mức kinh phí được cấp mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã phê duyệt dự án điều chỉnh. Do đó thì không có kinh phí để chi trả cho các hộ. Mặt khác thì cao trình ngập lòng hồ đối với các điểm dân cư là cao trình 89,25. Vậy phần diện tích trên cao trình 89,25m này thì không nằm trong chỉ giới đường biên thu hồi đất. Do đó không có cơ sở để thu hồi theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Và trong thời gian tới thì Ủy ban nhân tỉnh giao Ủy ban nhân huyện Lạc Sơn tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn để rà soát lại toàn bộ cái hệ thống tuyến đường giao thông khu vực của dự án, đặc biệt là khu vực tuyến đường vào các khu đất ở, đất sản xuất bị khó khăn trong quá trình đi lại. Cũng liên quan đến lĩnh vực kinh tế như về giải ngân đầu tư công, giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia chậm, nhiều dự án không đưa đất vào sử dụng sẽ được trả lời bằng văn bản và gửi Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh để thông tin đến cử tri và nhân dân.